hai tô, nó được 2 tô rưỡi anh em ha, gần gần 3 tô của mình đó. Nó tổng cộng nó vậy được bao nhiêu đó anh em đó, mà nãy mình cắt khúc cây đó anh em thấy đó, đó mà nó được nhiêu than đó anh em, trời ơi nhiêu đây, đúc nhíp xe vô mình làm có thể được dao á, than này than chắc cái ha, mình làm được dao đốt nó lâu lắm anh em thấy nè, sướng lắm đó anh em, tách nhẹ là nó ra ha, chín tới rồi nè, nó tách nè, nó thấy không, than bóng vợ luôn anh em ha, than nhãn ha, cái nào mình đốt thêm một mẻ nữa anh em mình xem, cục này chắc dữ đó. Đó. Rồi ok, hôm nay là mùng 1 Tết thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái clip là để hầm than mà để mình rèn dao anh em ha. Nói chung nhiều khi anh em mình hỏi than mua ở đâu hoặc là than mình có chia hay không, thì nhiều khi gửi tới anh em thì nói chung giá thành nó cao, hoặc là chỉ anh em thì nhiều khi mình anh em mình mua than nó không có đạt từ nhỏ đó. Rồi thì bên này mình đã lấy một khúc nhãn này anh em ha, một khúc nhãn là mình sẽ cắt ra rồi anh em mình hầm tốc độ, cái này không phải hầm nhưng mình đốt ha, đó khúc gỗ này mình sẽ cắt ra phanh 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 rồi mình làm anh em mình cùng xem ha anh em. Rồi mình sẽ cắt ra rồi anh em, thì bây giờ mình cắt cũng gần nửa thao này rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ lên mình sắp lên lò rồi mình làm cho anh em mình xem ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ kiếm một mớ củi mà củi bỏ đó, một mớ củi ấy mình lót một dưới lớp một lớp ở dưới rồi xong xuôi mình chất cái loại mà mình cắt này đem lên trên cho anh em mình cùng xem ha. Rồi mình sẽ đốt cho anh em mình xem luôn. Rồi thì bây giờ mình đã chất lên đây một đống lên ở trên lò rèn mình, bây giờ mình sẽ đốt cho anh em mình xem ha. Rồi thì bây giờ trước tiên thì mình quay lửa lên mình đốt, mình đốt 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 cho tới khi mà nói chung là nó khói nó không còn nữa đó, giống như nó hãm xuống khói đó. Cái này cái mình đốt than anh em ha, mình đốt đốt sống luôn ha. Rồi thì anh em mình làm bằng cách này thì lấy than cho nó rất là lẹ. Rồi thì bây giờ nó hiện giờ nó là nó gần 6 giờ rồi anh em ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm rồi anh em mình theo dõi nha. Đó anh em thấy cái khối này không phải khối này anh em, tại dưới đó là cái chất của mình để mồi đốt thôi, khi nó đốt để nó cháy hết thì anh em mình để cho nó cháy phừng lên luôn ha, nó cháy hết cái đó đi đó. Khiếp anh em ha, cháy ghê anh em ha, mình làm vậy cho nó lẹ, mình làm clip mình làm cho lẹ. Nói chung mà củi nhà cây nhà lá vườn mà mình chơi đại cái gì anh em đó, nếu thông thường người ta nếu mà người ta là kêu bằng là hầm than đó là bây giờ người ta sẽ lấy lá chuối đó, người ta hoặc lấy gom lấy gạ gì đó, nói chung ta đậy phủ lên ha anh em ha, đậy phủ lên xong xuôi ta lấy đất ta đắp lại rồi ta chừa một cái lỗ cho nó nhỏ thôi, đặng cho đó là kêu bằng hầm than ha. Còn bây giờ mình đốt thật trực tiếp luôn, mình không đậy luôn ha, đặng cho nó mau nó lẹ đó. Anh em thấy khói không, khói nó lên như vậy, nếu mà anh em thấy cái lửa cái khói của nó, bây giờ mình không còn đốt nữa, mình để gì cho nó ngúng ngúng hoài ha, là khi đó đó cái khối này nè, thẩm thấy anh em mà cảm giác nó xuống rồi á, thì nó xuống cái khối này hết, nó giảm lại, anh em mà thấy đó là chuẩn bị là than mình nó đã ra, nó gần thành rồi anh em ha. Đó, mình đốt cái kiểu này thì nó hơi hao than và than mình nó nhẹ đó. Còn bây giờ ví dụ mình lấy lá chuối lấy gì mình đậy mình đắp lên đây một cái rồi anh em mình ra cục than, cục nào ra cục nấy ha. Rồi ok, để mình cho nó hầm đi anh em mình chế tới chừng ấy đi rồi anh em mình xem ha. Rồi mình để thêm 10 phút nữa anh em, tại vì nãy vừa đang quay cái hơi nóng này nó nóng vô điện thoại cái tự nó cúp luôn, nó nãy giờ quên nữa không để ý tới đây nè anh em. Rồi bây giờ mình để thêm 10 phút nữa là ngon lành luôn, bây giờ mình gấp mình sẽ thảy vô đây luôn anh em mình xem ha. Đó nó có khoanh mấy những cái nó có khoanh sẵn luôn nè anh em ha. Đó mình thử luôn anh em, này nó chín đều luôn rồi đó, có thằng quỷ này nó cháy, nó còn có cái cục nhân gì nó cháy, cái cục này cái cục ba cái than mồi đó, cái cục này nó ấy rồi
đó, mấy cái cục khoanh khoanh mình thấy không? Nóng quá đó. Bây giờ mình lấy cái này cái luôn, bỏ luôn ra luôn anh em ơi. Ở đây có bắt nhạc um sùm quá, mình nói chuyện liên tục luôn để cho lắp tiếng nhạc luôn anh em ha. Rồi thì mình lắp cái này luôn rồi mình xúc luôn cái một, mình đổ vô luôn anh em xem ha, cho nó dễ dàng ha anh em. Rồi mình xúc nguyên dùa luôn, mình đổ vô cái một thì cho nó đã đó, đổ nguyên cái vô vậy cho sướng anh em ha. Rồi ôi mình ginh vô đây đi nói chuyện anh em ơi, ngoài đó sùm quá, mình ginh vô nhà mình đây cho nó dễ nói chuyện ha. Đó anh em thấy á, nhạc sùm quá nè. Đó hồi nãy mình cắt nhiêu đây mà mình được nhiêu thang đây anh em ha. Đó anh em thấy không, bây giờ này nó thành thang nè ha, sướng chưa anh em, thấy sướng chưa? Nó bóp nhẹ cái nó ra anh em nè nha. Đó mấy cục nè, mình cắt khúc hoanh sướng hàng về nó ra nè, thang này thằng chắc rồi nè ha, sướng nó nè. Hồi nãy bằng cái khúc mà mình đang xúc á, mình hồi mình hồi nãy mình hãm tiếng lại anh em ha, tại nhạc nó lớn quá ngoài đó quýnh như trần, cái thằng nó sáng ngày nó bắt nhạc sớm quá, thằng nó sớm này nó rồi nó sướng anh em thấy chưa. Rồi mình đem ra mình phơi sơ lại. Ủa tại vì mình dập cho nó tắt thì bắt buộc phải phơi, tại vì nó ấy nè anh em, thang này đẹp thì đâu đẹp thôi ha, bóng giận ha. Lấy tay bấm nhẹ vậy cái nó thành ra đó, nó chín rồi anh em, nếu thang chín rồi thì mình bấm nó mới ra chứ ha, chứ nó còn nguyên khúc gỗ thì mình bấm nó ra nổi ha. Nó tách những cái nó ra hàm hai cục đó anh em, vậy thôi đó. Đó mình đi mình lại kiếm cái gì mình thử cho anh em là cái độ lượng coi nó cỡ được nhiêu ha. Lấy cái gì bây giờ đựng ta, lấy cái gì đựng thử đây. Mình lấy cái tô đi, mình lấy cái tô lỡ đi anh em ha. Mình lấy cái tô lỡ đi, tại dơ quá đó. Cái tô này cũng cỡ cái tô phở nè anh em nha. Mình đựng cho anh em coi cảm giác cái thang mình nó được nhiêu thôi nha. Đó cái tô này nói chung nó bằng cỡ gần gang tay mình, nó khoảng 20 á đó. Đó anh em thấy rằng cái tô này nói chung là ăn phở này ha,
cái tô hủ tiếu thì nó nhỏ hơn. Thì bây giờ mình đựng thử cho anh em mình lấy cái lượng ướt cái than mình nó coi nó mất rồi nó được bao nhiêu. Đó. Mà cắt hồi nãy có một khúc là anh em ha. Đó. Rồi muốn đựng tô rồi anh em ha. Đó. Đó. Đựng tô rồi anh em ha. Đây con tô này dung luôn anh em ha. Đó. Rồi bây giờ mình đổ xuống đây. Đó. Rồi mình để đây đi rồi mình sẽ lường tiếp cho anh em thử coi nó được nhiêu ha. Đó. Đó, nó đựng tô nữa nè anh em ha. Đó. Đây tô nữa. Thấy chưa? Đó. Tính ra nó gần gần được đó, nó gần được hai tô, nó được 2 tô rưỡi anh em ha, gần gần 3 tô của mình đó. Nó tổng cộng nó vậy được bao nhiêu đó anh em đó, mà nãy mình cắt khúc cây đó anh em thấy á đó. Đó mà nó được nhiêu than đó anh em, trời ơi nhiêu đây, đúc nhíp xe vô mình làm có thể được dao á, than này than chắc cái ha, mình làm được dao đốt nó lâu lắm anh em thấy nè, sướng lắm đó anh em. Tách nhẹ là nó ra ha, chín tới rồi nè, nó tách nè, nó thấy không, than bóng giỡn luôn anh em ha, than nhãn ha. Cái nào mình đốt thêm một mẻ nữa anh em mình xem, cục này chắc dữ rồi. Đó, quá đã anh em ơi. Đó rồi vậy cái nó tha than được than màu gàng ha. Đây nè, mốc mình lấy mấy cái khúc này nè, tổ bố rồi mình hầm thử cho anh em mình xem ha. Đây còn nhiều lắm anh em ha. Đây còn ba cái than nhãn đồ nhiều lắm. Đây đây còn nhiều, một đống đây còn nhiều lắm. Này hầm ra cục cái 5-7 bao than ha. Còn nhiều á. Rồi. Rồi thì hồi nãy là mình lấy từ cái khúc cây này đây anh em ha. Bây giờ cái này mình có thể mình gõ là cái này nó cũng có thể tróc cái... dạ còn nóng dữ vậy. Còn nóng quá anh em ơi. Nó có thể cái này mình gõ nấy nè. Đó, nhúng nước vô đó nó còn trong đây nó còn ấy ha. Đây. Còn cứng. Đây có thể là mình tách cái này nó ra nè, nó mới có ấy à. Ha. Đó. Đó. Nó mới có áo lớp ngoài anh em ha. Đó. Đó, hồi nãy mình cắt cái khúc từ khúc cây này. Cắt mình lấy cái khúc nó khoảng 6 tấc à. Nha. Đó, hồi nãy mình cắt cái khúc này. Mình lấy cái chắc hồi nãy cỡ 6 tấc. Đó. Cái này nó khoảng cỡ 3 tấc hoành. Mà nãy là mình đựng tính ra là mình than này mình làm nó không không mất than anh em ha. Nó không mất than. Đó. Nãy cỡ 6 tấc mà mình làm nó ra là 2 tô rưỡi than. Đó. Anh em thấy sao? Đó. Cắt nhỏ ra thì mình đốt than nó lẹ, còn để nguyên cái cục bự này thì nó lâu. Vậy thôi. Ha. Còn anh em muốn đốt nguyên cái cục bự như vậy rồi anh em mình gõ ra từ từ. Nhưng mà anh em nhớ có lúc hồi nãy không? Nó có khói và lúc nó không có khói anh em nhớ không? Khi mà nó đốt rồi nó hết cái khói của nó là tức là nó hết cái chất dầu, nó rút khô cái chất nhựa trong cái cây này đó. Lúc đó anh em mình thì kiếm cái gì mình đậy bớt lại. Đừng có cho nó cháy quá, để lúc đó cho nó ngâm. Nó ngấm đó, nó ngấm từ từ á, đặng chi. Đặng cho nó chín vô trong cái phần lỗ giữa của nó ha. Ha. Nếu mà anh em quay lửa quá cái nó cháy phạm cái phần than của mình hao than ha, mất than. Rồi anh em mình cứ cắt 2 tấc cũng được, 1 tấc cũng được thì tùy anh em. Thôi để nguyên cái cây dài cũng được, anh em đốt cái đống bự thì để nguyên cái cây dài cũng được ha.
Đó, nguyên cái cây già vậy, anh em ví dụ mình đốt một lần cả chục khúc vậy cũng được ha. Đó, rồi bắt đầu thấy nó vậy cái anh em mình kiếm cái gì mình đậy bớt lại, khi mà nó hết khói á, mình thấy nó lên khói 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 nó, lúc mà nó hết khói đó thì anh em mình cảm thấy nó vừa hết khói, bớt khói lại thì anh em mình hãm đi, đừng có cho nó cháy quá ha, nó hao than mình. Giờ đó cho nó chín, cho nó hầm nó chín cái phần trong của nó. Đó, anh em cái này kêu bằng đốt chứ không có nó hầm nữa ha. Đó. Tính ra đó hồi nãy anh em thấy rõ ràng luôn á, mình làm mình không có gì giấu anh em hết. Đó, này đây là cái cục này bây giờ nó còn khói nè. Để mình nhúng nước cái cục này ha anh em xem ha. Nhúng nước cái cục này rồi mình đập ra cho anh em xem. Cái cục này thì nó không phải than nhãn chắc rồi. Than nhãn nãy mình đâu có cục nào vậy. Đó. Cái cục này nó đâu phải than nhãn anh em. Hồi nãy cái cục than nhãn mình cắt ra nó phanh phanh đúng không? Đó, bây giờ mình lại đây mình đập cái cục này ra, nó chắc nó phải còn cái nhân, mà cái nhân này chắc không ấy, tại là than cái cục này hồi nãy nó cháy, nó hầu như nó cũng muốn gần hết khói rồi. Ha. Đó. Nếu cái này mình để mình ngâm chút xíu nữa đó. Mình ngâm chút xíu nữa nè, anh em thấy không? Đây nó còn cái nhân ở trong nè, mình ngâm chút xíu nữa là cái nhân này nè, nó chín qua tới đây rồi ha, nó còn nóng anh em ha. Đó, nếu mình ngâm một chút xíu nữa cái nhân này là nó sẽ thành cục than luôn ha. Đó, tại vì nãy mình đó anh em thì mình xem là cái khối của nó ha, mình để ý cái khối nha. Cái khói nhiều quá nó còn vậy là tức là nó còn cái nhân, tức là thịt còn nhiều, nó chưa thành than nhiều, mà khi nó cái khói nó hạ xuống từ từ anh để anh em mình để ý cái khói nó tự dưng nó xuống từ từ nó bớt khói lại, đó là anh em thấy cái than mình nó cũng gần thành rồi anh em ha. Rồi anh em mà lưu ý cái vậy thôi, thì bữa nay mùng 1 Tết ha, thì nói chung làm nôm na nãy giờ mình làm dùng do tâm quốc thì nó đứt hết hồi nãy coi 6:10 vậy nãy giờ mình làm tính ra đâu có nhiêu anh em ha, giờ gần 7 giờ rồi thì vậy nó có mẻ than, anh em mình sẽ đua trui đồ này nọ rồi ok. Đó, anh em mình làm chơi nha anh em, cái này mình không phải làm giàu làm yết gì hết trơn, mình chỉ làm để mình nhiều khi anh em mình ở xa quá mình không có ship than, anh em mình muốn chia than đồ nọ đó nó khó, thì anh em mình làm vậy cái có vậy chừng 2 tô than vậy cái anh em mình để trui đồ cũng được, kệ để trui đi nọ. Trời này trui già cái dao anh em trui biết chừng nào hết, cái này trui xong cái anh em mình dập cho nó tắt, đem đổ xuống lấy nước tạt lên cho nó nguội rồi tắt, rồi chừng nào anh em mình xài nữa. Cái này trui nhiều cái dao lắm nha, còn ví dụ mình đập dao thì cái này nó đập không có nhiều, nhưng mà trui già không là nhiều lắm á. Đó, cái khúc này giờ mình hầm ra cũng khoảng cả 4 tô nữa anh em ha. Đó, khúc nhãn vú sữa rồi cây gì, cây mận, cây lý, đó những cái cây đó anh em mình hầm có than nhiều đó, bạch đàn, đó, đó những cây nào nói chung chắc thì anh em mình hầm có than hết anh em ha. Rồi, thế thì mình cũng cảm ơn anh em mình đã theo dõi. Thôi bây giờ sáng mùng 1 rồi, bây giờ mình tắm rửa cái mình đi ông bà anh em ha. Đó, đây 1 tháng Giêng ha, ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 2, đó, ngày 10 tháng 2, rồi. Thì ở dưới thì tháng Giêng rồi thì mình cũng luôn cầu chúc quý cô chú anh chị bữa nay là đầu năm đầu tháng thì toàn bộ cô chú anh chị mình được luôn mạnh khỏe và luôn bình an. Dạ thôi vậy con cũng xin xuống clip và để con thay đồ tắm rửa con đi qua ông bà con tí rồi hẹn con clip sau rồi con sẽ làm. Rồi con xin cảm ơn rất nhiều quý cô chú anh chị. Rồi thôi vậy con xin tạm biệt. Ở đây có mấy người ta đi lễ về của chú anh chị mình đi lễ sáng về ha. Rồi thôi vậy con xin phép con xuống clip ạ. Dạ.